Dạ nhá. Từ từ thôi nhá, hết sức cẩn thận rồi nhá, đoạn này ấy. Chăn trâu đây, đi chăn trâu đây, chăn bò đây. Làm cho đi mông được. Cháu chỉ có khó là bóng cầu đi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn đón xem bà con Hạ Bản Háng Xê đi kéo sắt về để cho anh em thợ chuẩn bị gia công thép cầu Háng Xê các bạn nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem bà con chở thép. Chào anh em nhé. Chào. Chào. Đây là A Bình các bạn ạ. Đấy, A Bình mà áo xanh đấy. Đấy mới là tổ trưởng tổ 4. Để cho các bạn tiện theo dõi trong quá trình làm việc thì coi như là các bạn sẽ biết, tức là mặc áo đỏ là A Phong, là một gương mặt rất là quen và rất là thân thiện, đã làm trên cầu kè Háng Xê và một người rất là năng nổ các bạn ạ. Và đây là ngồi trên xe là A Dơ à? Đấy, A Dơ. Đấy, cũng rất là hăng hái trong công tác đục đá đấy. Đục đá rồi là phá đá là rất là ác đấy. Thế còn đây là A Song các bạn ạ. Một thợ cựu đã công tác làm cùng với Triệu rất là nhiều năm rồi. Và lần này A Chiêm thì bận làm nhà cho anh em gia đình, A Trường thế, còn A Thân thì ốm đau cho nên là không đi làm được. Mình bổ sung thêm A Song các bạn ạ, để cho quý vị các bạn tiện theo dõi. A Thông, A Song thì cũng là một thợ đa tài luôn đấy các bạn ạ. Vừa cốt pha cốt thép xong là thợ hàn luôn. Thợ của mình thì toàn là thợ đa tài thôi. Đấy, và đây là gương mặt thân quen, A Trướng. Xin chào khán giả. Anh em đang làm cái màn vam các bạn ạ. Chỉ trò luôn đúng không? Đấy. Hôm qua thì anh em đã triển khai làm lán và đã quay hoàn chỉnh được cái lán này các bạn ạ. Đấy, đây là toàn bộ phần lán trại của cầu kè Háng Xê các bạn. Lán nằm ở dưới bóng cây, mấy bóng cây của mùa hè thì mát mẻ cực kỳ luôn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng xem bà con chở thép. Đi chưa? Đi đi. Bây giờ anh em bắt đầu buộc thép các bạn ạ. Buộc thép vào xe để chuẩn bị kéo về. To thì 2 cây, bé thì 4 cây.
A dê làm hai cái to, A phỏng làm hai cái to à? Ừ. A phỏng ơi, buộc lui lui trên cái buộc đây một tí cọ vào đá nó đứt luôn. Nó cọ vào đường nó đứt luôn, phải buộc cao lên trên này này. Ừ đây này, buộc lui trên này này. Thì nó không quệt vào đâu cả, nhưng mà buộc chỗ kia là nó quệt vào là đứt luôn. Lấy cái này khác buộc trên. Lấy cái khác buộc ở trên này đi. Đấy, buộc cao cao ở trên ấy, đúng rồi, đừng buộc ở dưới. Buộc ở dưới là đừng đi là đứt ngay. Hôm rồi đường trơn quá các bạn ạ, với là hai nữa là đá nó cao quá cho nên là xe đành phải hạ tải ở đây các bạn. Bắt buộc là phải hạ tải ở đây, sau đó là vận chuyển bộ thôi. Ừ. Còn lên bao nhiêu xe cứ gặp thật nhỏ vào đi cho nó dễ. Chống nó đi qua cái chỗ khe nước ở chống khua là phải đi hết chứ, cẩn thận đấy. Không có là nhảy xuống cái vực cái là nguy hiểm lắm. Được chưa, buộc xong hết chưa nào hành quân ơi? Hành quân ơi, về nhá, về anh em nhá. Từ từ thôi nhá, hết sức cẩn thận thôi nhá, đoạn này ấy.
bà con cấy rất là đông các bạn. Chào nhá. Hello à. Đấy, xa xa cái khu bên phía bên kia là các anh em đang chở sắt về đến đấy các bạn. Và đây bà con đang cấy rất là đông. Mình sẽ lên đây mình review một chút cho các bạn xem nhá. Hôm nay đang cấy ruộng à? Thế là nhà mình hôm nay cấy nữa là xong không? Dạ xong rồi. Thế à? Hôm nay cấy nữa là xong à? Ừ. Đây các bạn ạ, bà con ở trên này thì cứ gieo mạ như thế này, sau đó như này, khi mà mọc được cao bằng này rồi thì bà con bắt đầu lấy xẻng hớt thành từng mảng nhỏ nhỏ một, sau đó như này mang đi để cấy. Đẹp nhờ, mạ đẹp thế nhờ. Mạ đẹp đấy. Mạ to mà đẹp. Đấy, giống rất là đẹp các bạn ạ. Thế là mình cấy được mấy hôm rồi? Hôm nay bắt đầu mình cấy gì? Thế à? Này, bón phân còn chưa ăn hết phân lên này. Cho nên nó mới tốt thế này nhỉ? Đấy, chứ nếu mà mình mà không chăm bón tốt thế này thì không ấy đâu, không tốt được như này đâu. Thế này là mình gánh cả này đi à? Vâng. À dạ, ừ, làm kiểu này hay đấy nhỉ, kinh tế đấy nhỉ. Được. Đấy. Làm kiểu này mình vác cả một cái tấm ván này đi này được đấy. Đấy, sau khi mà mang lên bờ là chia thành từng đám nhỏ một các bạn ạ. Bà con lúc nào cấy là cứ thích nhặt ra cấy thôi. Cái này trên này trông vậy thôi mà thửa ruộng làm được to phết nhỉ. Thửa ruộng này phải được chiều ngang phải được 4 mét. Đẹp. Khu này đẹp nhất đấy. Một khu ruộng một thang tuyệt vời các bạn ạ. Đây, phía bên dưới là chị em đang cấy đây. Đấy, đây là khu ruộng nhà Agu các bạn ạ. Nhà Agu là được mấy mảnh đấy? Từ mảnh trên này à? Ở đây là của Báo à? Thế à? Thế à? Mình bón phân, bón lân luôn à? Một mảnh, một bao, một mảnh bao. Mảnh to này cơ mà. Mảnh này nếu mà đến mùa lúa thì được khoảng độ bao nhiêu bao lúa ở đây? Hơn 40 bao. Hơn 40 bao một mảnh này. À, một mảnh này xin mấy bao không? Thế à? Đi xem cái ruộng. Đấy, ruộng trên này thì đầu này thì nhỏ các bạn ạ, nhưng mà đằng giữa kia thì tương đối to. Đằng giữa kia thì được rộng khoảng 4 mét. Nhưng ở đây thì hơi hẹp. Ở đây có những cái mầm gai non lắm nè. Tí giải lao cắt ăn. Nào lao ấy. Đấy, đây này. Hay ngày xưa thời thơ ấu là bọn mình hay ăn cái cây này lắm các bạn ạ. Đi toàn trẻ con toàn đi vào cái búi cây này để lấy cái mầm gai này để ăn thôi. Gai cào vào người có thể đau sắp chết. Rất là non. Thôi cháu cấy nhá. À,
Nay nhà mình cấy đông nhỉ? Hơn chục người nhỉ? Và nhà mình cấy đông ra hơn chục người. Kia là vợ cháu đấy à? À, có con chưa? Chưa. Chưa, mới lấy à? Thế à? Hình như là đợt trước làm ở trên cầu kè Háng Xê là cũng đi làm rồi ấy nhỉ? Ừ. Vợ cháu đi làm một lần rồi đấy. Nhìn mặt quen quen mà. Đấy, những tổ dạng một thang ấy là cứ liền tù tì nhau các bạn ạ. Từ dưới lên trên. Hôm nào mình bay lai cao những bạn thấy là rất là đẹp đấy. Và phía bên kia thấy kìa. Bên kia rất là nhiều ruộng. Thôi các cháu làm nhá. Chú đi xuống đường không? Chú về xem anh em chở thép thế nào thôi. Tiếp tục đi chuyến hai hả? Dạ. Ờ, đi đi nhá. Chú ơi. Ơi. Hôm nào anh em mình chở cát là bảo anh Sùng bảo là có tiền sang, anh Sùng bảo là có nhưng mà chưa chú chở cho lên thì để chú chở lên xem thế nào. Sau đó anh em bảo đưa 500.000 mua cát, mua sang chở cát thì bây giờ anh mình bảo là nếu được thì cho nếu chú cần tiền thì cho một cháu. Hôm nào bỏ 500 mua sang rồi gì? Vâng. Ok ok. Đi đi nhá. Ừ, đi đi. Ở đây ở Lán Nương thì cũng trồng được rau cải rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Và đây là những cái Lán Nương bà con làm để trú mưa trú nắng các bạn ạ. Diện tích hơn 10 mét vuông. Làm rất là cao ráo xinh xắn các bạn ạ. Phía dưới là bản hát các bạn ạ, hát liều. Ở đây mình nhìn thấy Lán Nương, mình ở chỗ tay mình chỉ kia. Kia có đường đi lên trên kia. Và đi lên trên đằng sau quả đồi xanh xanh tay mình chỉ đó là bản Háng Xê các bạn ạ. Trên chỗ mình mù là bản Háng Xê. Mình tiếp tục quay về Lán các bạn ạ. Đấy, bắt đầu anh em trở về đến Lán rồi các bạn ạ. Nặng quá. Mấy cây ấy? 6 cây. 6 cây nặng quá. Là sao có đặt nặng thế à? Ôi, tôi kiểu à? Phải chân điểu đâu, chân xe đâu. Mấy chân, đang cây 1 cây mà, không phải cho tăng 6 cây. Nào đi. Quá là tay nghề. tay nghề cứng cho nên cho nhiều đúng không? Đấy, anh em kéo về Lán các bạn ạ. Mua lắm nhốt thế hay là hái ở vườn họ đấy? Xin của anh em đấy. À xin đấy. Ừ. Đây cho các bạn xem nhốt ở vùng cao đây các bạn này. Ừ. Ừ. Rất là nhiều nhốt to các bạn. Nó rất là to rồi. Cái này thanh niên ở dưới đường dưới phố ấy, là thích ăn lắm đấy này. Đúng. Nhưng mà cái này phải chấm với lại cái lá nó chát chát ấy. Thì nó không chua đâu. Đấy, đàn trâu rất nhiều các bạn ạ. Chăn trâu à cháu? Ừ. Chăn trâu đây, đi chăn trâu đây, chăn bò đây. Con bố nó trắng thì đẻ ra con trắng thôi.
Cũng là trắng mà. Ừ. Con trâu chạy bò. Đấy nấu cái nồi to kìa. Đây chỉ có con. Thế thôi chỉ mấy nấu thêm một ít thì nấu ở đây cũng được. A dê phụ trách nấu cơm các bạn. Thôi. Thế là bằng ấy nước hồi nhiều quá. Đấy là một lúc nó là chín cơm thôi. Báo đi nhặt rau dớn à? Mình đi xem Báo nhặt rau gì ở ngoài các bạn nha. Ở trên rừng thì dễ kiếm rau lắm các bạn. Buổi trưa là chỉ cần tranh thủ ra ven ruộng một tí là kiếm được rau để ăn ngay. Báo hái được nhiều rau không? À, rau cần dại. Đây. Đây là cần dại. Cần dại đây mọc nhiều nhỉ? Vâng. Nhưng mà cái này nó có đắng không? Không, nó ăn ngon mà. Cần dại. Nhà Táo cây hết lúa chưa Táo? À, cái... À, nếu là mặn đủ là cấy hết rồi nhưng mà... Vẫn thiếu mà. Nó mặn nó bị... Chết rét. Thiếu. Cái đến nhiều sau là hết mặn thôi là lại. Cơ bản là vừa rồi nó rét quá. Quá. Cần rừng ăn rất là thơm. Nhiều lắm rồi, đi về rồi. Đi về rồi. À, quý vị và các bạn thân mến, anh em tổ 4 đã chuyển được khá nhiều thép về để cho anh em thợ gia công được các bạn ạ. Ngày mai là anh em tiếp tục chuyển tiếp. Vì là đường xá quá là xa, thế cho nên là anh em không chuyển một lúc là hết được, cho nên là phải chuyển dần thôi. Đấy, hôm nay khối lượng công việc anh em chuyển về là chủ yếu chở sắt các bạn. Đấy, mình chở ít thép 8 đây. Và đã làm được hoàn thiện được cái phần bàn vam, bàn nhức các thứ để chuẩn bị để gia công thép các bạn. Bây giờ là đến giờ ăn cơm. A Dê đã đạo diễn xong cái là nồi cơm và một số món rau rừng bây giờ các bạn. Đấy, cơm rau rừng rất là ngon các bạn à. Đây có thịt này. Món cà chua với lọc phụ. Là phụ này. Đậu phụ này. Đậu có cà chua. Đậu xô cà chua. Chấm chấm này. Đây đủ hết đấy các bạn ạ. Đủ chưa? Đủ hết rồi. Nào, triển khai. Chào nhá. À, xin mời chú khỏe nha. Anh em cố gắng làm nhanh để xong cầu trước mùa đồng mưa nhá. Làm xong để trước mùa mưa đấy. Mời nhá. Vâng, xuất phát. Mong nhà họ Tân với là trong nước cũng như ngoài nước bây giờ cố gắng cho làm xong cái cầu sau là xin tiến đường họ Tân. Tầm 500 mét từ đây lên trên đường Nghĩa Ba nữa hơi khó và hơi dốc nên mưa là cũng không đi đường. Xin nhà họ Tân với quan tâm bà con nhân dân ủng hộ đủ nốt cái đoạn đường này cho nó bà con đi lại cho nó tiện lợi cho các cháu các con học sinh nhá. Hôm vừa rồi thì cũng có một số nhà họ Tâm là cho tiền để làm cầu rồi. Đấy. Thế thì cũng thông báo lại cho anh em trong bản nắm được như thế. Toàn bộ số tiền cầu thì hầu như là đến giờ phút này là hòm rồi. Đạt 95% rồi. Đấy, cho nên là chú và chú triển khai cho anh em cùng triển khai để làm cầu cho nó sớm. Để cho nó xong trước mùa mưa. Vâng, thế là mình cũng thay mặt loan bà con thôn Hàng Xê mình cảm ơn rất phấn khởi và mong rằng được cái cầu này bà con cũng cố gắng cho nó hoàn thiện sớm và rất cảm ơn nhà họ Tân và trong nước cũng qua như ngoài nước đã quan tâm đến bà con sau là cố gắng vận chuyển cố gắng ủng hộ cho bà con xong cái cầu sau là đi lại được tiện lợi cho bà con và còn tuyến đường thì cố gắng quan tâm hơn nữa.
cảm ơn nhé. Rồi, cả, đấy các bạn ạ, khi mà các nhà hảo tâm hay là cho tiền và quan tâm đến bà con vùng sâu vùng xa để mà cho bà con tiền để làm cầu đi lại cho nó thuận lợi để sản xuất và khu xuất thì bà con rất là phấn khởi các bạn ạ. Và đến giờ phút này thì mặc dù là có nhà thì cây xong rồi, có nhà chưa cây xong, nhưng mà bà con cũng đi làm rất là đầy đủ và rất là hăng hái các bạn ạ. Thế cho nên là cũng là những cái động lực để cho bà con vùng cao phát triển kinh tế. Cho nên là rất mong các vị tiếp tục theo dõi ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ thêm tiền để cho bà con có thể là xử lý được những cái đoạn dốc khó đi để bà con có đi lại cho thuận lợi trong những cái dịp mưa gió. Bây giờ cũng khá muộn rồi, xin mời quý vị và các bạn ăn cơm cùng với lại tất cả anh em nhá. Mình cũng xin phép được dừng video tại đây và xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những tập phim tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Xin chào.